Hello anh em đang quay trở lại với channel của mình. Hello anh em đang quay trở lại với channel của mình. Hello anh em đang quay trở lại với channel của mình. Đồ, mình hát nhạc rap ghê không anh em? Đồ, mình có một cái câu rap riêng dành cho mình rồi. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Cày Zombie ha. Thì hôm nay lại tiếp tục với tập 6 của game Pokemon Revolution Online. Ở tập này thì ở tập trước thì mình đã vô sòng bạc rồi và mình đã đánh được một hai đứa rồi ha. Bây giờ mình lại ra hồi máu và mình vô sòng bạc nữa để mình thử tiếng nhiều. Không biết ngay. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công vô sòng bạc tiếp nha anh em. Rồi, đi vô sòng bạc đánh tiếp. Hiện tại thì Pokemon của mình cấp cũng khá là ổn ha. Mình có ba con cấp 40 trên trên 40, một con Clefairy cấp 31, một con Oddish cấp 29 và một con Tendusa cấp 28 ha. Thì với 6 con này thì mình nghĩ là mình sẽ đánh 5 chỗ boss dễ ha. Rồi. Đừng để mấy thằng Rocket này nó bắt gặp nha các bạn. Nó mà bắt gặp là đẩy các bạn xuống ấy luôn á. Rồi. Thì xuống đây, đây, phải đánh với thằng Rocket này nè. Ok, đánh luôn. Hệ hệ đá rồi đánh hệ thép chết mẹ, hệ đá sợ hệ thép nha các bạn. Ui không thấm nữa, này thì không thấm, này thì không thấm. 14.000 kinh nghiệm, trời ơi lên một khúc luôn các bạn. Đây tới một em này thì rắn, trời ơi rắn một hit là rắn chết ngắt. 10.000 kinh nghiệm tuyệt vời, 44 cấp rồi, ngon lành ha. Với cái số cấp này thì mình nghĩ là mình ổn định để vượt qua được cái con cuối cùng ha, cái con chủ boss. Tại vì khó nhất là đánh với ông chủ boss thôi các bạn, còn mấy con lẻ tẻ xung quanh thì các bạn đánh từ từ cũng được. Nói chung là ông chủ boss thì hơi khó ha. Rồi 20.000 kinh nghiệm luôn, trời ơi tuyệt vời ha. Được bao nhiêu tiền đây? 769 đồng, quá ngon luôn. Không tiến hóa. Giờ vô đây đánh với ông quỷ này. Mình có máu không ta? Bữa giờ đâu ai cho máu đâu. Có nhiêu xài nhiêu thôi. Thôi chết mẹ hay nước. Nó tạt nước cái là mình đi đai luôn á. Quỷ tạt nước cái đi chết liền. Thunderbolt. Chống với sấm sét hả? 5.800 kinh nghiệm, 5.400 kinh nghiệm, nó hơi ít nha các bạn. Rồi hai con sấm sét luôn, sao đánh lộn nhau được. Hai con sấm sét cũng đánh lộn nhau được đâu. Mình lấy con hệ đá đi. Ăn nhầm gì đâu bạn. Nó đánh chiêu này bị nhiều lần á các bạn chứ thực sự không đau. Mình giọng nó lại nó mới đau này, nó thấy chưa? Không, một hit một em nó qua đời luôn. Chia kinh nghiệm ra sai, đâu gì. Rồi. Thằng này hay lửa. Xong đời luôn. Ngon lành 22.000 kinh nghiệm. Các bạn nói với mình là các bạn đánh không qua nổi nhưng mà mình thấy thật sự thì rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ cần đánh được mấy thằng NPC hết thôi là các bạn có đủ kinh nghiệm với các bạn qua thôi mà, rất là đơn giản. Mình biết nó đánh mình chết cho nên mình đâu có đánh nữa đâu, mình lấy mấy con nhỏ ra để cho nó hưởng cấp. Đó, thấy không? Lấy con nhỏ ra cho nó hưởng cấp 34.000 kinh nghiệm. Trời ơi, nhiều vãi chưởng. Clefairy ăn kinh nghiệm khủng khiếp. Kệ cho nó ăn kinh nghiệm để lên cấp các bạn. Rồi, con kia hệ tiên, con này cũng hệ tiên luôn. Ủa, hệ tâm linh à. Missile à. À, mình đánh hệ tâm linh cũng được đi mà. Ảnh hưởng không ta?
Trời ơi, má không có thấm luôn. Rồi, giờ mình phải chơi con hệ hệ lửa. Thường á thì là thường thì là các bạn mà chơi phép á, các bạn phải để ý cái chỗ khắc hệ. Còn mà các bạn không chơi phép á thì các bạn đánh thẳng cho người nó. Hơn nhau cái đam với cái kháng ha. Rồi chiến thắng. Ngon lành ha. Gồng lên 4-3 luôn. Cái kinh nghiệm nó cho nhiều ghê. 714 tiền. Con Miss Power tăng. Defender lên SP, Defender lên ok ha. Chiều này cũng ngon. Star Power Sing. Rồi. Con ôi phải spin nè. 4 tới 5 lượt. Thôi. Không học. Không học. Không tiếng hóa. Rồi, mình sẽ học cái chiêu Semen Tooth cho con Clefairy. Chiêu này là chiêu hồi giác đấu nhưng mà mình sẽ thay vô chiêu ngủ của nó. Để đảm bảo đánh với mấy con hệ thường nó đấm một phát cho chết luôn. Semen Tooth là chiêu hồi giác đấu mà. Rồi lên hồi máu cái nha các bạn. Đánh thua mất công uổng kinh nghiệm, lên hồi máu một cái một lát mình xuống mình đánh nữa mình có kinh nghiệm ngon hơn. À, thời gian này cũng là thời gian sắp Tết rồi anh em có chuẩn bị gì chưa? Mình thì chưa chuẩn bị gì hết trơn, mình mua ít quà cho ba mẹ thôi chứ mình cũng không có chuẩn bị trang trí Tết nhà cửa gì hết. Năm nay cơ bộ là nó diễn biến không có được tốt là đẹp. Lương thưởng đồ không có ngon. Cho nên chắc là chắc là cũng không có gì đặc biệt. Rồi ông giáo sư này mình đánh rồi nha, bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới. Đây xuống phía dưới. Rồi đánh với thằng Rocket này đi ha. Thôi nhỏ này đánh sau đi. Mà thôi đánh nó luôn đi. Trời tâm linh nè. Tâm linh này thì tâm linh. Cho mày tâm linh. Nó làm giảm cái đam của mình xuống đó. Sau đó nó chơi chiêu hệ giác đấu. Không ăn thua gì đâu em ơi. Anh chỉ lợi để lấy cấp em thôi. Rồi cấp 47 luôn. Tuyệt vời. Con của mình lên từng cấp nhìn đã thì chứ. Defender của nó cũng cao, đam của nó cũng được. Không, chỉ số lộn xộn mà nó không nói gì đi. Tại vì chỉ số cái lúc mà các bạn tham chiến nó vậy á. Bạn lấy con nào đi level vùng nó cũng vậy á. Còn mà các bạn luyện thì nó sẽ khác. Sau này rồi mình tẩy từ từ, tẩy luyện từ từ. Không gấp nha các bạn. Cứ từ từ thôi, không gấp. Ừ? Bị gì á? Ôi tự nhiên nó update cái nó lắc ra văng ra ngoài luôn các bạn, chả hiểu. Văng ra thì vô lại thôi chứ gì đâu mình sợ. À, nãy mình đi xuống đường nào trời, không đi xuống dưới nữa đúng không, xuống dưới nữa hay nào. Rồi đó, đi xuống dưới bây giờ đi xuống dưới hầm luôn. Đi xuống dưới hầm luôn. Đây, đây có hai giáo sư. Rồi, hai giáo sư quýnh hai giáo sư luôn. Điện à, ok. Em về em chơi chiêu điện anh cũng không 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 chết mà em chơi chiêu nổ anh cũng không bị gì, không bị ảnh hưởng gì hết. Em đầu hàng là vừa em ơi. Trời ơi. Gần lên cấp 50 rồi các bạn. Tuyệt vời ha. 40 chỉ 48 rồi. Ô tiền. Ok.
Rồi con này thì đáng lẽ phải chơi hệ điện đó, nhưng mà thôi động đất luôn đi, em nó cấp thấp mà tuổi gì với mình. 49 rồi, chết mẹ em này. Em này hệ ấy à, này tâm linh à. Ôi đánh cái em chết luôn hả. Rồi đánh mình chết rồi. Lấy con này ra chơi. Chơi điện à. Rồi không chết à. Trời mẹ ơi, con mình chết thảm thương quá. Mình lấy mấy con nhỏ ra trước để đam trước. Không, đam mà chết thì thôi. Rồi xong rồi mình mới lấy con lớn ra mình chơi. Con nào nhỏ nhỏ mình lấy ra mình chơi trước. Để lên cấp cho nó anh em, chứ mà để nó vậy hoài sao được. Trời ơi không chết. What the fuck. Hết nữa nó chết ngắt. Con cần ăn thì con ăn. Hai mươi hai ngàn kinh nghiệm, 45 luôn. Rộng lỗ của mình mạnh ghê, 46 luôn. Trời ơi tuyệt vời. Ô 237 đô, ngon lành. Còn có mỗi rồng lửa với bị Pikachu à, mấy khác chết hết rồi. Đây đánh ý thằng Rocket Run này, thằng này đánh để lấy cái chìa khóa nha anh em. Đánh này lấy chìa khóa thôi, tuổi gì mà đánh với anh biết là cấp. Trời ơi nửa cây ôi bị bối sình à, sao hết. Rồi trước sau vậy em cũng đi đai thôi. Tặng em một cái ôi nó đánh trước, nó đánh trước mình chết. Còn ở Pikachu thôi à, này thì đánh bồ tao hả mày, dám động thủ đến đồng đội của tao là mày sẽ tới số 44 luôn. Không à, 43 là ok, 43 là ngon rồi. Ồ gặp em độc ở đây là thôi em xong đời rồi, tội gì mà độc mà chống với điện được. Xì qua lót. Này thì chết luôn, ngon lành anh em, ngon lành cành đào. 21.000 kinh nghiệm ha, quá tuyệt vời luôn cho một cuộc tình 166 đô. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái quả cầu ha, cạc khi. Rồi giờ mình sẽ lấy quả cầu xong đúng không, đi hồi máu, đi hồi máu cái đó. Giờ chết trơn rồi phải đi hồi máu. Rồi cái tầng B3F là xong rồi nha, B3F B4F là xong rồi, giờ chỉ còn B2F thôi. Giờ lên hồi máu trước cái đã tin gì tính. Đây còn cái thang máy ngay chỗ này thôi là xong rồi ha, đơn giản mà anh em, game này đâu có gì đâu phức tạp. Phức tạp là do anh em thôi, chỗ mấy chỗ này dễ mà, đi quýnh ba bữa là xong. Quan trọng là cái khúc ông này, cái khúc ông chủ chùm này anh em khó mà giết được thiệt sự luôn. Khúc ông chủ chùm này anh em khó mà giết được. Ổng đam cực kỳ mạnh cho nên là phải đánh ổng liên tục luôn thì mới mai ra giết được ổng. Cho nên bởi vậy mình mới nói anh em là mới gặp anh NPC cứ luyện cấp đi, cứ luyện cấp cho nó mạnh mạnh xíu đi rồi từ từ tính. Rồi đây đi dễ, mấy cái này mình nghĩ là với IQ của anh em thì anh em đi cái một là xong ha, mấy cái này là lướt 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 thôi. Nó làm giống như kiểu đồ chơi cho nó ngầu thôi ha, cho màu mè hoa lá hẹ xíu thôi chứ không có gì đâu. Đây hai thằng này thầy điện nè, con này chắc chơi nổ
Đúng rồi, nổ mình hưởng gì đâu anh em, mình là đá mà nổ nổ chứ ăn thua gì. Rồi con này cũng điện luôn, đau á má, điện mà chơi nó chơi chiều hệ thép anh em chứ không phải chiều điện, nó chết chứ. Trời ơi, nó có story luôn mới ghê á. Giảm tốc độ nó xuống đi, mình cho con rồng lửa này chết. À, sau đó mình lấy con này ra. Ăn luôn. Ngon lành không? Trời ơi, có 17.000 kinh nghiệm. Thôi lên cấp là mừng rồi, 98, 89 đô rồi. Ở đây có hai ông nữa nè, bạn không biết đánh lợi không? Hồi xin em rồng lửa đi. Đâu rồi mấy cái thuốc, đâu rồi đây? Hồi xin em rồng lửa đánh cho nó sướng. Phải đọc phải không? Được. Giờ này mà còn tăng đam lên hả? Phun lửa thì mày chết luôn. Tăng đam với tao hả? Cấp 45 luôn anh em ơi. 46 luôn. Trời ơi. Ghê không? 152 đô quá tuyệt vời. Học được chữ Inferno. Hồi ACC có 50. Đam 100, ông nội tôi cũng dám chơi nữa. Rồi còn một thằng, còn một thằng giáo sư ở đây nữa. Đánh hết nha anh em, đánh hết lấy kinh nghiệm. Không đánh mấy thằng này là không có kinh nghiệm mà để đánh ông chủ phòng đâu. Đánh hết lấy kinh nghiệm. Lát vô bê mỏng dễ. Trời cho có 6.000 kinh nghiệm. Con này hệ hệ thường hay gì mình không nhớ. Thường tâm linh vậy. Nó đánh được tùm lum chiêu á. Chiêu hệ điện nó cũng đánh được luôn mà. Con này đâu phải hệ điện cho nên là mình sẽ xài chiêu hệ điện với nó đánh được chiêu hệ điện chứ nó không phải là chiêu hệ điện, nó không phải là con hệ điện cho nên ăn đam hệ điện thì nó cũng bị thấm như chơi thôi ha, ăn đam hệ điện thì nó cũng chết thôi. Rồi 383 đô con này học được agt không cần. Đó tuyệt vời không, tuyệt vời không? Mặt trời ha, đánh xong một phòng là phải ra hồi máu một lần để đảm bảo cái lượng máu của mình nó duy trì cho mình đánh tiếp. Con đá hồi đầu mình bắt sau khủng long á, mà giờ cấp của nó cao hơn cả khủng long luôn. Con đá rất là mạnh ha, để luyện con đá thôi chứ mấy con kia từ từ tính. Rồi ngon lành, vô bay mém tiếp. Thường thì mình đi BK kiểu này á, mình sẽ đánh từ từ thôi chứ không gấp các bạn, đánh từ từ thôi. Còn cái ấy nữa là vô là xong luôn, nãy mình lên lầu rồi giờ vô thang máy là xong. Đơn giản mà. Mình còn cục hồi sinh. Nếu mà mình thua thì lát ra hồi sinh sau. Chắc cho rồng lửa ra quýnh trước. Rồng lửa Harry Horn thì cũng được, ra quýnh trước. P4F. Ủa không phải. Ở phòng này B2F coi. Không phải luôn, B2F là mình mà B1F. Đúng rồi. Ô không phải. Kỹ ta. Sai phòng à.
Vậy là đi cái đường kia giống như đi đường này. Lộn đường, lộn tiệm mày. Đi đường kia. Xuống đây. Dưới đây em có thang máy ta. B4F đúng mà trời. Mẹ nó đi đúng rồi. Tự nhiên sửa lại. Ý là nhìn mình nhìn nhầm á anh em. Nhìn nhầm thấy quen quen xong rồi cái mình đi đường kia luôn. Tầng B4F là đúng rồi. Mẹ ngày nào mấy bà này nó cũng chửi lộn nó mệt quá. Thì mẹ mờ mấy bà đi mệt. Rồi lên tầng 34F đi. Rồi, vô đây nha. Chơi ổng thôi. Đây ông boss Giovanni đi. Con đầu tiên đánh với ổng chắc là mình sẽ chơi con lửa đi ha, con đá từ từ đánh. Rồi, bêm ổng thôi. Trời ơi, nó một hit luôn anh em. Đam khủng khiếp thiệt. Mình cũng có con nước luôn, mình cũng có con nước. Chỉ có đánh bằng cách này thôi. Trời ơi nó không chết. Nó không chết mới ghê á. Mình chết rồi, mình chết rồi. Ủa, anh em thấy không? Bây giờ là đánh không 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 ảnh hưởng gì tới nó luôn. Con này là đánh không ảnh hưởng gì tới nó rồi. Thôi ra thôi, từ từ đánh. Vô đánh lại, vô đánh lại, vô đánh lại. Con rồng để sau đi, quất con này trước đã. Lát hồi sinh con đá lên lần nữa. Rồi dậm thôi, dễ gì chết con này. Không biết mình nên chơi chiêu ra gần răng hay nên chơi chiêu phun lửa nữa. Mình chơi chỉ phun lửa là tại vì con của mình ấy thôi, con của mình là con lửa thôi. Nó quấn mình cái mình chết queo luôn. Đối với cái team này thì cao vậy rồi mà còn không thắng nổi nữa các bạn. Con đầu tiên rất là mạnh luôn. Semisuit. Nó đánh trước. Tốc độ của nó khủng khiếp lắm. Rồi để coi. Mình thử sử dụng con Cleavery coi. À, mình con Pikachu chứ. Ê, con này không phải hệ đất. Quên nó hệ đất đá. Cái chiêu Rill Run của nó mạnh khủng khiếp ha.
Dĩ nhiên rồi, nó tiến hóa cấp 3 mà đam của nó cũng khủng khiếp, cao không kém. À con này đánh vậy thì chưa được, phải có cách để trị nó. Bây giờ ra mua ấy thôi, ra mua hồi sinh, ra mua hồi sinh với máu là được. Đi ra mua hồi sinh với máu, tại tốc độ con này chậm quá thôi, tốc độ mình có 36 thôi, có nâng lên nữa thì cũng không ok. Giờ mình phải nghiên cứu tương kế tựu kế mà đánh được nó. Thắng ông chủ Sovani là coi như xong nha các bạn, thắng ông chủ Sovani là coi như là các bạn khỏe re ha. Mấy anh kia đánh từ từ cũng được. Đây mua khoảng 3 cái hồi sinh thôi, rồi mua chết mẹ, chỗ này không có super potion, có potion không à. Potion thì giảm làm giảm được nhiêu đâu, mua cái potion thôi. Potion không có được nhiêu á, potion không được nhiêu máu á. Ôi nó được có 20 máu thôi à, không được, mình phải lấy cái cây ATM này mình, ê cái máy này mình mua Lemonade. Lemonade cũng 350 nè, mà Lemonade được nhiêu máu? Red Water được 30 máu, Lemonade đâu được nhiêu, 70 máu luôn. Red Water và soda bóp được bao nhiêu máu? Soda bóp được 50 máu, vậy là Lemonade nhiều nhất. Mua Lemonade 5 cái Lemonade được rồi, ok. Mẹ mấy con mụ này ồn ào quá. Rồi giờ vô chiến đấu lại. Con Seldes vẫn là con mà chủ đạo để mình đánh chết con đầu tiên ha. Mình sẽ sử dụng con Seldes để giết con đầu tiên luôn, bằng cách sử dụng Tenusa để hồi sinh thêm một lần nữa. Tao không cho. Bản thân bà còn mặt như heo vậy là người ta. Rồi bây giờ mình xuống tầng 4 F. Giảm thôi một cái à, má đánh mình con cái à. Mình cấp 49 mà đánh mình con cái à, má không ổn. Để coi 70 máu, con này 100 máu hả? Không ổn các bạn, để đánh mình chết đi ha, để đánh mình chết đi. Ok để đánh mình chết đi. Hai lần, giờ là hồi sinh một lần này, nó sẽ được một phần nửa máu. Rồi lấy con này ra hồi sinh thêm lần nữa. Lemonade đâu? Đây, uống vô, đầy máu. Rồi mất hai con này không sao hết. Giờ lấy con này ra dặm một cái nữa. Con nó mạnh lắm các bạn, cho nên là bắt buộc phải dặm hai lần. Má mất hai con rồi đó, để dặm chết con này. Rồi một em nó hy sinh. Em đá hả? Em đá đánh bằng em điện cũng không có tác dụng gì, thôi lấy em này ra đi. Lavery đi. Ok, em chọn chiêu thức đó là hợp lý rồi đó.
hồi máu cái đó. Hồi thêm lần nữa. Con Mystic Power. Ôi cái chiều hồi máu của mình nó mất tiêu ta. Rồi đánh nhau với em này thì lấy em này ra. Giờ nó cũng sẽ đít á, mình sẽ đít với nó luôn. Không. Nó đít hụt ha. Đít luôn. Mày đít nữa, tao đít nữa. Rồi tới mình đít. Nó chết. Đít 80. Động đất 100. Chơi động đất đi. Ngon lành. Rồi ba em đi đây. Em cuối này hơi khó nha. Em cuối này là chơi điện được nè. Cuối này chơi điện được nè. Con Nidoking là Nidoking này là hệ đất à? Không được rồi. Cái hồi mà nó còn là con Nido á, là nó chỉ là hệ độc thôi. Nhưng mà giờ nó là hệ đất rồi, cho nên là mình không có đá áp chế nó được. Cho nên bây giờ chỉ có xài hồi sinh thôi. Giờ rồng lửa của mình hả? Chết không ta? Ôi chết luôn à. Mẹ nó thua rồi các bạn. Do là mình số lượng hồi sinh của mình quá ít. Số lượng hồi sinh của mình quá ít. Mẹ thua uổng quá. Ok, tập này kết thúc ở đây đi. Tập sau mình sẽ tìm cách để bêm em này ha. Nhưng mà nói chung là cũng được, đánh cũng được chứ không phải không được, nhưng mà quan trọng là một số con này nó quá yếu. Sử dụng con xeo đất này là đủ ăn rồi, mà còn ba con còn lại quá yếu, cho nên là chắc là mình sẽ thay ba con này bằng ba con xeo đất ha. Rồi ok, clip tới đây hết rồi ha. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye.